Mỗi ngày ta có một kỹ năng. Tập 1 bài sau liên phun bộ nằm dưới phòng một tận. Gì? Ôi trời, chỉ vừa mới bước vào thôi mà cảm giác như bên trong nó lạnh hơn bên ngoài nhiều rồi. Xưa là như vậy sao? Nhưng mà mấy gần đây không có phát hiện ra linh thú. Chắc là an toàn chúng ta xuất phát. Mau tìm chỗ ẩn nấp đi. Số đỏ thật đấy. Vừa vào thì đã gặp được hàng trăm con linh thú bao vây rồi. Rồi khổng lồ. Cái miệng quả đen của cậu kìa. Làm sao đây? Nhiều linh thú cấp hoàng kim như vậy, sự chênh lệch và số lượng còn quá lớn rồi. Lớn nữa thì các cậu vào trước dẫn dụ sự chú ý của linh thú để tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ năng chiến đấu. Được nhỉ, em đừng có tham gia nữa. Phụ trách bảo vệ Trần Trần. À được, linh thú cấp hoàng kim này cũng không cần em phải ra tay. Hoàng phủ y mộng. Khởi động lĩnh vực. Lĩnh vực trị liệu. Chúc phúc. Chẳng những có thể ấm lên mà còn có thể khiến cho đồng đội duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Lĩnh vực này có chút thú vị à. Vừa hay thử xem những kỹ năng mới học được. Dạ mà anh thức tỉnh. Hay. Đến đây. Đến một trường sảng khoái đi. Một người hợ thú hóa lại đem cầu voi khổng lồ làm vũ khí. Cũng quá khó tin rồi đi. Tôi chỉ muốn biết là chúng ta có đánh không. Cái cầu không chế một nhóm cho tôi. Xem thú vương gầm của tôi đi. À không sao, chỉ còn khống chế bọn chúng thì chúng ta có thể tùy ý thu thập rồi. Cốc 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 ta. Ôi, cái chiêu sư tử gầm này cũng không phải là dở chọc cười đó chứ. Một chút y phong cũng không có, giống y như con gà trống vậy. Ôi, tập trại sụp đổ chính là thú vương gầm đi. Đợi chút. Kỹ năng không chứa nhóm có tác dụng à? Một, số kỹ năng. Được. Ôi, chạy mau đi, bọn chúng mạnh quá rồi. Nhìn, 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 chạy đi, chạy đi. Như thế đã chạy rồi sao? Mình đánh giá cao đám linh thú này rồi à? Là cậu đánh giá thấp thực lực của cậu đó. Mọi người nhìn xem. Ôi vãi, toàn bộ đều là linh ngự châu. Còn ngay đó đó làm cái gì nữa? Đến nhặt linh châu đi. À, chúng tôi còn sống. Trận này chủ yếu là còn lại của cậu. Cậu tôi nhặt đi ha. À, nhớ như vậy thì ngại quá. Nói thế nào thì mọi người cũng góp một phần sức lực. Nào cầm lấy đi. Làm thuộc cầu thật tú. Trên chân à. Vì lên châu hoàng kim tệ băng này cho cậu. À ha ha. Lâm thù. Lâm thù không biết có phải là ảo giác không. Mình hình như sắp đột phá rồi. Linh khí trong linh khư vốn là không, là cao hơn bên ngoài. Lần này chắc chắn là đến 9 phần rồi. Thẩm tình. Đưa đi trong sự nương cho tốt. Sư phụ đi thu thập những linh chốt còn lại. Vâng. Nè. May mờ cậu tranh thủ thời gian. Chúng tôi mới có thể đánh cái đám linh thú kia chạy đi. Chỗ linh châu này nên là của cậu. Nhiều linh châu như vậy các cậu không cần sao? Còn chưa, nhưng mà chúng tôi muốn dùng thực lực của bản thân để lấy được. Lâm thù, tiếp theo chúng ta vẫn nên chia ra hành động đi. Chia ra hành động á? Suy cho cùng thì mọi người đều là người có kinh nghiệm. Đi cùng với cậu thì chúng tôi rất có thể rèn luyện được bản thân. À, còn tốt. Lần đầu ra thì không làm chủ sức mà đã dọa mọi người rồi. Đây là đàn tín hiệu. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì gửi tín hiệu cầu cứu. Mình sẽ ngay lập tức qua đó. À được. Đi ra. Vậy thì các cậu nhất định phải chú ý an toàn đấy. Tiếp theo. Chính là hầu hạ cho tên nhóc nãy của mình. Lên châu khá trần quý. Mình cũng đã cất đi rồi. Phần còn lại thuộc vào mày đó. Ăn no đi nhé. Mình vừa thẩm tin đợi Trần Trần đột phá xong lại xuất phát. Cuối cùng cũng có thời gian quan sát kỹ linh cấp như hoàng kim này rồi so sánh với linh cư thanh đồng lần trước. Cùng đi thám hiểm với Trần Trần thì linh cư này rất, lớn hơn rất nhiều. Vốn đã cho rằng cái đám linh thú này có một nửa là hoàng kim không tệ rồi.
Không ngờ vừa vào đã thu hoạch được nhiều đền châu hoàng kim như vậy. Xem ra, phần lớn linh thú đều là cấp hoàng kim. Do khổng lồ với tình huống bình thường thì sinh sống ở thảo nguyên hoặc là trong rừng có nhiệt độ vừa phải. Lạnh quá, cái lỗ môi trường bằng thiên tiết địa này rõ ràng không thích hợp với nhiều linh thú sinh sống. Thảo nào đương nhiên là mất kiểm soát. Đi đã. Đột nhiên. Như vậy thì khí hậu trong này gần đây mới bắt đầu thay đổi. Đột phá. Hoa kim cấp. Ôi trời trời, cậu thuận lợi đột phá rồi. Ừ, mình lên được hoàng kim rồi. Ớ, người đâu, sao chỉ còn lại ba người chúng ta vậy nè? Trên trần à, mình đã bị bó rồi rồi. Ừ? Bởi vì mình quá mạnh nên bọn họ... Bị bọn họ ghét bỏ rồi, ôi trái tim mình thật là tổn thương. Đừng có náo nữa. Cậu trông có chút gì là tổn thương đâu. À, sư phụ sư nương, bây giờ chúng ta đi đâu? Ừ? À, tùy thôi, dù sao thì cũng đều là diệt quái, thăng cấp nhà trang bị. Chúng ta qua đó được không? Mình cảm giác ở đó có thứ gì đó đang gọi mình. Mình đó à? Không vấn đề gì. Đi đã. Kia là... Đúng là duyên phận nha. Ớ, sao lại là ngươi? Muốn chị? Ôi, tha cho em đi. Nếu đã gặp lại tao thì cứ từ bây giờ mày sẽ làm vật cưới của tao đi. Chạy đi đâu? Ừ, yên tâm đi. Chỉ còn mày ngon ngõ thời thì tao sẽ không giết mày. Mong mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Hả? Ý? Ủa? À chà, cái cảm giác mềm mềm mại này lấy nào là? Sự sư phụ. Phía trước mày điền bảo phủ vậy đặc. Có vẻ như là sao có bảo rồi. Cái gì? Nè, nó làm sao vậy? Hình như có vẻ rất bất an. Thiền ly nhãn. Là cho cháu canh đè. Linh thú có bực ngon. Linh thú này cả đời cũng không đột phá đến hoàng kim, nhưng mà khả năng sinh sôi này nữa thì siêu mạnh. Châu chấu canh đè. Xui xẻo rồi. Chúng ta gặp phải số lượng quá nhiều. Bọn chúng đã mày tới đây. Vậy làm sao đây? Còn đứng ngay ra đó là cái gì nữa? Chảy máu. Sư phụ à, cho cháu cánh đèn rất yếu, sao chúng ta phải chạy? Họ tốt thì không ngăn nổi bầy sói. Với số lượng châu chấu quá nhiều này, chứ dù là cơn giả cấp kim cường cũng chưa chắc là đã trụ được. Lên khư có một đàn châu chấu cánh đèn khổng lồ như vậy, mấy hiệu trưởng bọn họ không biết sao. Đoán chừng là khí hậu thay đổi chiến châu chấu cánh đèn bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Hơn nữa, nhìn phương hướng của bọn chúng, rõ ràng là đang hướng tới lối vào của liên khư. Nếu như được bọn chúng và thế giới loài người thì đó chính là một thảm họa. Không được. Lâm thủ. Hai người đi trước đi. Tôi chặn phía sau. Đến đi. Lâm động vị trí. Bận phong vạn lý. Hỉ. Làm sao mà mình có thể đủ để cho cậu chiến đấu một mình chưa? Sư phụ à, không thể bỏ lại chúng em. À, đi rồi, là được chú ý bảo vệ bản thân. Ừ. Con trường nhỏ phách lối như vậy sao? Lôi đình vạn quân. Hiệu quả không tệ. Thiên phạt, lôi thần chi kích. Tuyệt đối lĩnh đủ. Chị Trần. Ừ, sao không sao, chỉ là sắp hết linh lực. Mặc dù đã giết được không ít, nhưng cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Số lượng châu chấu cánh đèn quá nhiều, linh lực lại tiêu hao quá lớn, đến cuối cùng e rằng là liệu một phen gì. Linh kỹ xế không già. Kia là wow, thật lợi hại.
sẽ không gian hiệu quả tốt nhất. Đáng tiếc là linh lực tiêu hao quá lớn, nếu như có thể làm thêm một vài lần thì có lẽ có thể tiêu diệt toàn bộ châu chấu cái nè. Chị năm 27 có cách gì có thể nhanh chóng khôi phục lại linh lực hay không? À có, bởi vì tôi không thể tự chủ hấp thụ năng lượng khôi phục, năng lượng tiêu hao của tôi còn ký chủ hoàn lại, thật là không, thật sự không cần thiết, không kiến nghị sử dụng. Hoàng thì hoàng, bây giờ thời khắc sống chết rồi, không cần giấu nữa đâu. Biết rồi, lần này tôi sẽ hoàn toàn lực phối hợp với cậu, bổ sung linh khí. Hai người bảo vệ tốt bản thân, mình sắp bắt đầu biểu diễn rồi đấy. Giáng đình Văn Quân, linh lực của mình chắc chắn là dùng một chiều đã hết rồi. 9577, lập tức bổ sung năng lượng, lập tức bổ sung năng lực 100%, tiến độ bổ sung sinh lực 75%. Xé không gian, trời ạ, không hổ là sư phụ. Ôi, sức mạnh bên bí vô tận này khiến cho người ta mơ muội à. Linh khí vô hạn, tức là sảng khoái. Xong việc. À chần chần, mình có ngầu không? Ôi, sao gì? Cái tên ngốc nhà cậu lúc nãy do chết mình rồi. Đừng ngốc à, mình đã gói nhiều lần rồi. Trước khi cưới được cậu thì mình sẽ không chết. Chị dạ sư phụ, linh lực của sư phụ mạnh mẽ như vậy, đây là mấy triệu con châu chấu cánh đen đấy. Ôi mấy triệu, trên trần à, mau nhìn xem, nhiều châu chấu cánh đen như vậy thì chúng ta sắp phát tài rồi. Câu này, liền châu thật là nhiều linh châu. Không có, vẫn không có, không phải chứ. Một linh châu có bệnh ngon cũng không có. Vẫn thôi bỏ đi. Mặc dù chất lượng linh châu không cao, nhưng mà thắng được số lượng. Nhưng linh châu cấp thấp này thì được hỏi cho ngươi rồi đó. Không sao, con riêng của mình hôm nay cho nhiều một chút, sau này lại cho ít một chút. Biết rồi, không phải là vòm bác đa dĩ, ta cũng không cần người giúp ta khôi phục linh lực. Tiên thử thi thức tỉnh kỹ năng hôm nay. Đang thức tỉnh kỹ năng, vui lòng đợi. Chúc mừng ký chủ đã nhận được kỹ năng cấp B tinh thông ngôn ngữ linh thú. Ký chủ có thể giao lưu bình thường với linh thú. Được tốt rồi nha, nhưng mà ta có chút không hiểu. Vừa hay thử dùng kỹ năng mới với con vua dưới chân xiêm sao. Nè, mũi to. Ai đã nói chuyện với ta? Nhờ như vậy đã không quen ta rồi sao? Hả, sao người biết lại ngôn ngữ của chúng ta bọn ta? Chẳng lẽ ngươi là người toàn năng trong tộc của bọn ta? Người nghĩ vơ vẩn cái gì vậy? Đi nói với linh khư này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đó là một đêm của một tháng trước rồi. Ở trung tâm linh khư đột nhiên xuất hiện một chùm tia sáng bằng lam sắc. Nó chiếu sáng toàn bộ linh khư 3 ngày. Ta bấm ngón tay ở đó, chắc chắn là có dị bảo xuất thế. Ta chỉ thấy cái bàn chân to bé của người. Người cho ta xem ngón chân người thử xem. Nghe nói rất nhiều lão đại đều đi tranh đoạt rồi. Cụ thể thế nào thì ta không biết. Lúc đó bọn ta cũng không quá để tâm. Nhưng mà dần dần ta cảm thấy rằng mọi chuyện không đơn giản. Bởi vì thời tiết ở đây đều lạnh như từng ngày. Quý vị như vậy, lấy nào mà bối đàn phát ra băng lâm sắc kia có liên quan tới trần trấn. Mà dù lúc trước đã nhìn thấy trọng thanh đầu linh khư, nhưng mà được nhìn thấy lần nữa rất cảm giác rất là thần kỳ. Sư phụ à, thật ly hại nhà, thế mà lại còn hiểu được linh ngữ, ngôn ngữ của linh thú. Khu trung tâm của linh cư. Cậu nói mọi thứ đang kêu gọi mình, thì chính là nguyên nhân chính dẫn tới sự thay đổi trong linh cư. Mình đoán là như vậy. Chỉ có một điều mình vẫn chưa nghĩ thông, là sư phụ và lão lục từng nói, ở trong đây đã từng được ra soát qua. Vì sao bảo bối kia vẫn còn ở trong linh cư chưa? Hay là nói bảo bối thực sự đã được lấy đi rồi, thứ câu gọi mình là thứ khác. Thôi bảo đi, nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng giải quyết được cái gì. Đi xem thử không phải là biết rồi sao? Kỳ lạ. Sao thế trần trần?
Lúc vẫn chưa tới trung tâm, mình luôn cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi mình. Nhưng đột nhiên cái loại cảm giác này biến mất rồi, giống như nó căn bản không mà tồn tại. Tin này thì khó rồi, vốn dĩ muốn dựa vào cảm ứng của Trần Trần để tìm được bảo bối kia, có vẻ như là vẫn phải từ từ kiếm rồi. Hết cả rồi, chúng ta chia nhau ra tìm thôi. Được. Thấu thì mặc dù cơ hội tìm được rất khó, nhưng vẫn muốn thử xem. Lâm Thu, bên này mình tìm cậu có thể đến chỗ khác. Wow. Được, mình đi bên này. Không có thu hoạch. Đừng vội, khu vực trung tâm lớn như vậy, trong chốc lát không thể tìm được đâu. Chúng ta cứ nghỉ ngơi một đêm trước đã, ngày mai lại tìm tiếp. Ngày hôm sau, ngủ được một giấc đến sáng, tôi là sợ mỏi, sợ khỏi quá. Đồ đìa, sao vậy? Mới sáng sớm mà mặt mày đã nghiêm trọng như vậy. Sư phụ à, vôi khổng lồ không thấy đâu nữa. Nà ní. Nếu như mà nó tự mình chạy mất, thì chúng ta không thể nào không biết được. Chỉ có một khả năng, chính là có người đã ra tay. Nếu như thực sự có kẻ địch, mình đoán có một chí ít cũng phải không thấp hơn kim cương. Hay là chúng ta quay về trước đã. Mình không hy vọng vì nguyên nhân do mình mà khiến cho mọi người rơi vào nguy hiểm. Voi khổng lồ có cấp bậc cao, thân hình thì to lớn, lại bị đưa đi mà không có chút âm thanh hoàng nào. Hoàn hảo quá mất được thẩm tình. Nếu như mục tiêu hạ thủ là mình hoặc Trần Trần, thì có thể trốn thoát sao? Đi thôi, chúng ta rời khỏi khu vực này trước rồi lập kế hoạch tác chiến khác. Cậu giữ bà lù cẩn thận, chú ý bảo vệ bản thân. Đúng rồi, 9527 à. Người có biết gì không? Ta sẽ không đưa ra quá nhiều gợi ý cho kỳ chủ, chỉ có thể nói cho kỳ chủ biết mọi thứ đang trong phạm vi kiểm soát. Đồng thời đối với kỳ chủ mà nói, đó là một cơ hội. Có thể cho một chút gợi ý gì không? Là người, ai là linh thú, ai là thứ gì đó kỳ quái? Không được, không được. Muốn trở thành cường giả thì phải có một số chuyện vẫn phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân cậu. Nhưng thức tỉnh kỹ năng tôi vẫn có thể giúp cậu. Chúc mừng chủ nhân đã nhận được kỹ năng cấp A, thượng phong nhị. Thượng phong nhị sử dụng kỹ năng có thể tăng khả năng lên cấp 100 lần trong thời gian ngắn. Với thực lực của kỳ chủ thì trước mắt có thể suy trì trong nửa tiếng, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Kỹ năng này có lẽ có ích ý. Chị nào mày vậy à, tôi biết ngươi yêu ta mà, cảm ơn nha. Kỳ chủ thật là sơn súa. 9527 nói mọi thứ trong tầm kiểm soát. Điều này chứng tỏ thực lực của đối phương không tự cao đến mức mà mình không thể đối chọi. Có thể không có chút tiếng động mang linh thú đi cơ hội cho mình. Thì ra là như vậy. Mình biết cái địch là ai rồi. Đáp án chỉ có một. Mau nói. Ở trong linh khư mênh mông, chỉ có thể có một không một chút tiếng động mang mũi to đi dưới mí mắt của ba người chúng ta. Thì chân tướng chỉ có một, hung thủ chính là linh thú hở không gian. Hãy gọi mình là thám tử Khả Thi. Nói như vậy là thông suốt rồi. Chỉ có linh thú hở không gian mới có năng lực nhận chúng ta nghi ngờ mà chuyển cùng vô đi. Linh thú hở không gian không phải gì đâu phó. Thuận phong nhỉ. Nó phía trước chúng ta 500 mét. Chúng ta chỉ giết nó không kịp trở tay. Nhậm ý mù. Xí nhập. Chạy đâu mất rồi. Đừng đuổi. Con linh thú này được gọi kẻ màng dù không già. Tính cơ động rất mạnh. Thì đi đuổi theo trái lại sẽ dễ xảy ra vấn đề. Lâm Thù à, cậu có biết con linh thú này? Kế mạng dù không già, linh thú cấp kim cương, tính cách cực kỳ thô bạo, bản tính thì xảo quyệt, lông báo thù hệt như ác quỷ. Thấm tình à, để nó một quyền thì nó nhất định sẽ tự mình tìm tới. Yên tâm, em không sợ nó tới, em chỉ sợ nó chạy mất thôi. Em rất kích động đi. Người trong tiểu đội chúng ta mới thực sự là ác quỷ thật sự. Một linh khư cấp hoàng kim vì sao xuất hiện linh thú cấp kim cường chứ? Dựa theo lời của mũi to thì bảo bối kia bản thân tự phát sáng. Có thể đang ở trên người của kẻ mạng dù không già. Mình không có chút cảm nhận được khí tức của bất kỳ một bảo bối nào.
Dấu cô là dấu đi đâu rồi chứ? Thượng Phong Nhị, nó còn ở đây. Trong thời gian ngắn nó chỉ còn tới nơi đầu, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi một lát rồi đi. Được. Tây lúc rồi. Chà, đã qua 2 tiếng rồi mà tay mình cũng tơ cứng hết rồi. Kẻ mặn dù không vàng còn chưa ký định ra tay lấy nó. Đã nhìn ra chúng ta đang dụ nó. Không được, không được. Nhất định phải bắt được cái tên gia hỏa này, lấy lên dầu của nó và báu vật để trừ nợ mới được. Có phải tay của cậu đã tơ được không? Để mình xoa cho. Ôi Trần Trần là bạn gái, mình đúng là tức thật. Thượng Phong gì? Nó tới rồi. Chính là hắn. Chết nè. Chính là lúc này. Đến đúng lúc lắm. Ta vừa hay muốn tìm người đo sức một chút. Không gian trí lực. Đây là thứ gì? Cả người chết chắc rồi. Làm thù làm sao đây? Không biết là tâm tình đã bị nó đưa đi đâu rồi. Sợ cái gì? Nếu như nó bắt được cậu đi chỗ khác thì mình có thể lo lắng. Mà nó bắt thẩm tin ác ma kia đi thì vẫn nên lo lắng cho bản thân nó thì hơn. Chỉ dựa vào người cấp bậc gì mà lại sớm sụt lùi với ta? Mình nói đúng chưa? Lần này không để ngươi chỉ thoát nữa đâu. Lần này phải bắt được nó. Nếu như để cho nó chỉ thoát thì lần sau muốn bắt nó thì càng khó hơn. Đây hiểu rồi. Đồ nhi, lần này cẩn thận, nó muốn chạy. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu. Trên chân. Lâm thú. Chân chân. Kế mạng dụ không gian vô cùng xảo quyệt. So với những linh thú khác thì nó thông minh hơn nhiều. Bọn chúng vốn dĩ chỉ là linh thú cấp bạch kim. Ở trong linh khư dị bào sâu tế thì những linh thú bạch kim khác đều tránh đồ bảo vật và tầm mà nhảy vào chiến đấu với nhau. Nó thì ở một bên xem trò vui. Cuối cùng là dễ dàng giải quyết kỳ chiến thắng cuối cùng, mang theo bảo vật giết chiến rời đi. Tiếp theo thì các cường giả trần võ dọn dẹp linh khư. Nó hoàn hảo chi giấu bản thân, thành công sống sót. Kế mà dù không giờ đáng ghét mà, mày giống mầm mại của ấy thôi. Tao sẽ diệt cả tộc mày. Chị năm 27 làm ơn đi, giúp ta trí tùng tin tức của kế mạng dù không gian. Phía trước bên trái đối phương đang liên tục di chuyển. Đây là giúp ta thấy rõ vị trí của nó. Trần Trần, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Tới nơi luôn di chuyển như vậy, chứng tỏ lầm thù chắc chắn đã ở phía sau. Mình phải bình tĩnh. Ngay từ ban đầu mục tiêu của nó chính là mình. Bây giờ đầu tiên phải nghĩ cách thoát sự khống chế của nó, kéo dài thời gian để lâm thù tới. Có rồi. Lúc trước lâm thù có đưa theo mình bảo bối mệnh ô mệnh này, mặc dù không biết là cái gì nhưng mà tạm thời hấp thụ linh khí. Uy áp thật là mãnh liệt. Cái trứng này là thứ gì vậy mà lại hút linh khí của ta rồi? Mặc dù ta là linh thú cao cấp, nhưng mà ý áp của cái trứng này tỏ ra khiến cho ta cảm thấy bản thân chỉ là một con kiến. Thật là hữu dụng. Mặc dù bình thường thấy lầm thù truyền linh khí cho nó, nhưng mà chưa từng cảm giác có gì đặc biệt. Xem ra mình đã xem thường nó rồi. Tiếp theo thì thử xem cái này thế nào. Đây là thứ gì? Ta phải cẩn thận hơn rồi. Ây da. Bắn trúng rồi. Chỉ cái chút sát thương này, đàn này không làm nó bị thương. Chốt đi. Hừ.
Ngờ mà như vậy, mấy phát đầu tiên là mình và thẩm tinh bổ sung vào. Đối phó với linh thú bình thường không ảnh hưởng gì. Mấu chốt là phát đạn cuối cùng là do viên trưởng Âu Dương nạp vào. Cho dù là đỉnh cao cấp kim cương cũng khó mà trụ nổi. Nếm thử một phát này đi. Ta đã dùng bộ vào đại thần cấp lên kim cương. Chỉ là một tầm bậy. Là ánh sáng của súng liên võ, bọn họ đang ở đó. Trên chân. Lâm thù, mình đã giải quyết nó rồi. Wow, lợi hại quá. Câu dọa chết mình rồi. Lâm thù. Đừng sợ, mình không sao rồi. Trên chân à, cậu làm sao làm được vậy? Quá trình giải quyết kẻ mạng vô đầy ngộ mục. À, may mà cậu đưa cho mình cái trứng và súng liên vật của cậu. Xem ra, nhờ có viên đạn cường lực của sư phụ, còn có nó. À, nhóc con lần này mày làm tốt lắm. Tao sẽ ráng cố gắng để cho mày sớm chào đời. Sư phụ à, có phát hiện. Ôi, phát hiện hai viên đinh châu. Viên thứ hai có chút kỳ lạ. Ôi chói mắt quá. Chín nó mày bậy. Mày có biết thứ này không? Đi cả. Đây là băng phách châu. Nó được xem là một bảo vật đấy. Ban đầu linh lực của nó quá cuồng bạo, không thích hợp để trực tiếp hấp thụ. Nhưng mà nó đã thanh tẩy bởi vì cái tên đã chết kia. Vừa hay có thể để cho bạn gái của cậu hấp thụ. Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Trần trần. Đây là băng phách châu. Rất thích hợp với cậu. Mau hấp thụ đi. Rất hữu dụng với cậu đấy. Chính là nó. Thứ đã kêu gọi mình. Chính là viên Bách Phình Châu này. Hoàng Kim nhị tình, tam tình, cửu tình. Chuyện gì thế này? Liên tục đột phá nhiều như vậy ư? Viên băng phách châu này lại có thể khiến cho tu vi tăng nhanh tới như vậy. 9527, có bậc được thần cấp dựa vào loại vật ngoại lực này sẽ không để lại di chứng gì chứ? Yên tâm, băng phách châu để giúp cho cô ấy thăng cấp toàn diện, ngay cả tổ chức cơ thể cũng đều tăng lên, sẽ không có tác dụng phụ. Với lại viên bách châu này chỉ tiêu hao có một phần năng lượng dự trữ càng nhiều hơn thì rất có lợi đối với việc tu luyện của cậu ấy sau này. À, tốt như vậy à, ta cũng muốn. Cậu có tuổi còn chơi đấu hay sao? À, càng nhiều càng tốt mà. Sư phụ à, người xem đi, báo tuyết đã biến mất rồi. Sau khi hấp thụ bằng phách châu thì linh cơ cũng bắt đầu hồi phục lại bình thường. Xem ra viên băng phách châu này là ngọn nguồn của việc môi trường bị linh khư thay đổi. Trân trân, cảm giác thế nào? Mình cảm thấy rất tốt sau khi thăng cấp bạch kim, thì cảm giác bản thân tràn đầy sức mạnh trước giờ chưa từng có. Không phải chỉ như vậy, mình còn thức tỉnh được linh kỹ bằng chi lĩnh vực. Bằng chi lĩnh vực. Chỉ cần thức tỉnh hờ giả bằng trong phạm vi này phóng ra linh kỹ hờ bằng, sát thương kỹ năng hờ bằng 50%, tốc độ hồi phục ma pháp cộng 50%. Wow, chơi cầu kết hợp với một tiểu đội hờ bằng. Đây không phải là thành pháo đài ma pháp sao? Cậu có muốn bảo kỳ cho mình bảo kê cho cậu không? Đừng nào chứ, đồ đệ của mình còn đang ở đây đấy. Nếu như chân chân đã thuận lợi đột phá, vậy thì hai cậu bảo vệ mình nha. Mình cũng sắp thăng cấp rồi. Đột phá Hoàng Kim thức. Sư phụ vậy mà lại liên tiếp thăng lên 2 cấp, đã đạt tới Hoàng Kim thức tính rồi. Nhiều linh khí cao cấp tăng cường, ngay cả đệ tử của một số gia tộc lớn chắc là cũng không có lời đãi ngộ như thế này đâu. Nhưng không chỉ là thăng cấp đơn giản như vậy, mình còn hấp thụ được một viên linh châu kỹ năng. Chân chân à, cậu có muốn đi du lịch ở đâu không? Du lịch không cần chớp mắt đâu. Cậu rốt cuộc là cậu đây là phá vỡ sở trường của kẻ mặc dù không gian rồi.
Không sai, chỉ cần mình tiếp xúc với đối thủ thì có thể đưa hắn ta đến địa điểm mình chỉ định. Trước mắt thì phạm vi cao nhất là trong 100 mét. Ở báo xa đều có thể sao? Sư phụ à, thức lợi hại. Nếu như vừa vấn đề linh khơ bạo loạn đã được giải quyết rồi, vậy thì chúng ta cũng nên quay về rồi. Gần lối vào trong linh khư. Lừa người có phải không? Làm sao lại xui xẻo như vậy gặp phải? Dồi khổng lồ à? Đáng ghét mà nó còn đang tính gần, chỉ có thể đánh tôi. À, chữ trên mũi của nó là gì vậy? Lâm phòng chi tượng, lâm thủ lấy nào là? À, chú mà, sao cái cậu lê đây? Không phải gặp trúng công kích rồi đấy chứ? À, công kích thì không có, nhưng bị anh bạn nhỏ này của cậu dọa không nhẹ. Ai mùi tờ cũng đang ở đây nè. Đi rồi, hiệu trưởng bảo chúng ta quay về. Nói về vấn đề linh đã được giải quyết rồi. Tất cả mọi người đang chuẩn bị tập hợp trở lại về trường. À được, lối vào linh khư. Vất vả rồi, các em cuối cùng cũng đã trở về. Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà từ tân tân đã lên bạch, gần đột phá tới bạch kim rồi. Tiêu thư à, em cỡ tạ nghe một chút, trong linh khư rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhớ đầu trần này tụi vì sao lại tăng nhanh như vậy? Chuyện là thế này, cỡ lại những gì đã xảy ra. Không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Bọn ta rõ ràng đã từng rà số qua linh khư, không ngờ. May mà tiêu thư các em đã được giải quyết thuận lợi, đúng là lập công lớn. À đúng rồi tiểu thư, thực lực của Trần đã đạt tới cấp bạch kim. Em xem cô thi thế giới sau này. Không thể được. Sư phụ, em hy vọng thầy không nói cho Trần biết chuyện này. Em chỉ cố gắng lấy cái hạng nhất ở cuộc thi thế giới, nhưng em không hy vọng Trần chọn thi tham gia vào cuộc thi nguy hiểm như vậy. Sư phụ đứng về phía em, nhưng mà tham gia cuộc thi còn sự tự nguyện của tiền thủ. Đến lúc đó nói như em ấy. Đến lúc đó rồi nói đi. Mình sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện. À, sao thế lão Lục? Nước anh mở nước sợ nước rì. Mỗi nước đều đã cử một đội đến lĩnh võ hội Thượng Hải của chúng ta để giao lưu học thuật. Nhưng mà sau 3 ngày ở võ đài, trường chúng ta rất nhiều học sinh đã bị thương rồi. Cái gì? Chúng tôi sẽ mau chóng quay về. Ây da! Đại tiêu! Lên vợ Thượng Hải thao trường trường học. Dị năng giá hỏa hệ đỉnh cao, hoàng kim lực nước M. Lên vợ Thượng Hải, các người đúng là yêu quá đấy. Đã 3 ngày rồi mà chưa thắng được một trận nào, thật là quá mất mặt rồi ha. Chuyện ta mà, mau đi đi giúp cậu ấy trị liệu. Ây no. Có vợ chồng vợ hợ không rõ quân phương sĩ kỳ dẫn đội nước M. Bọn trẻ đánh nhậu thì thương vong khó mà tranh khỏi. Chúng ta làm trưởng bổ y vẫn là đừng có nhúng tay vào. Chỉ là giao lưu học thuật, vì sao phải hạ sát? Ây bà rồ, ký thức tình giả của vĩ hộ của nước EZ. Không tệ chưa? Để tôi giải quyết xong cái đám sinh vế vật này, thì giới hẹn của ấy. Trước lúc đó thì chúng ta giải quyết cái đám Luxor dưới chân thế nào? Nghe nói lên vợ Thượng Hải và đại học quán quận của nước bọn họ chỉ có trình độ này, quá tương lai cười chết người rồi. Cái đám người các người không biết xấu hổ mà. Nhân lúc chủ lực bên này chúng tôi không ở đây, ức hiếp người cấp bậc tháp thú vị gì không? Thì tử cho cậu một cơ hội nhận thua. Nếu không thì có thể cái màn nhỏ sẽ khó dự đấy. Tôi thà chết cũng không. Chỉ biết thờ hiền à, chỉ chết đi. Linh kỵ kháng cự hòa hoãn. Ai dám ở trường ta gây rối thế? Ai hiệu trưởng, mọi người cuối cùng cũng đã quay về rồi. Bọn họ ta nhìn thấy rồi. Tề nhị cho đối phương một chút bài học. Nhớ giữ không khí đấy. Vâng. Bài học à? Chỉ dựa vào tôi. Các người sao lại dám ra tay nặng như vậy? Làm sao? Muốn đồng thủ ức hiếp một đứa trẻ thì có bản lĩnh gì? Chúng tôi là khách,
người con nước em mờ càng ngày càng không biết xấu hổ như vậy sao? Các người đánh bị thương nhiều người như chúng tôi như vậy, cậu không quan tâm người của mình bị thương thì nhịn không nổi sao? Lô ca chỉ là người yếu nhất trong chúng tôi, các người sẽ thua liên tiếp 3 ngày rồi. Bỏ đi Phỉ Kỳ, để tôi lên đi. Hiệu trưởng Âu Dương trước đó chẳng qua chỉ là một trại khởi động trước trận đấu. Nếu như chủ lực của các người đều đã trở về rồi, thì tôi muốn chúng ta cũng có thể tiến hành giao lưu, hợp thuật chiến nghiệp. An Kỳ Nhi dẫn đội nước M, cường giả chân võ. Khởi động 3 ngày à? Lão Phu bây giờ cũng muốn khởi động, có muốn so tài không? Sư phụ y võ. Thứ tinh giả ở công vàng rất khó đối phó. Đa thù là Âu Dương Trạch Chi Tùng này, đã từng trạm sát Chi Tùng. Hiệu trưởng Âu, Dương nói đùa rồi, chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn xem thử những bạn nhỏ này. Xem bạn nhỏ gì chứ, chính là vì tiểu thù mà tới chứ gì. Nghe nói vị Lâm Thu này là hợp không gian, đồng thời ở trong cuộc thì lấy được MBB. Nếu như mà tin báo là thật, thì một số sinh viên năm nhất đã có thực lực như vậy, tương lai sẽ ra một mối họa lớn của cuộc thi thế giới. Lần này vừa hay nhân lúc hầu vị so tài thử thăm dò thực hư. Nói đi, giao lưu học tôi các người để so tài thế nào? Rất đơn giản. Ba nữ chính tôi luận phiền cùng với lính võ Thượng Hải các người đối chiến 5-1-1 thế nào? Quá phiền phức rồi. Như thế này đi, chúng tôi chọn ra 5 người trực tiếp đấu với 14 người các người, cho phép các người luận phiền vào chiến thế nào? Cái gì? Ông não có vấn đề à? Đồng ý đi. Thứ này rõ ràng nghiêng về phía chúng ta. Quy củ cũng không phải các người định. Đến đặt cược đi. Chúng tôi thua thì sẽ đưa cho các người tư liệu về lên ký lên võ. Các người thua thì còn đưa cho chúng tôi vài chục tấn linh khoáng thiền thành là được rồi. Cái này, nếu như các người đã không đồng ý thì trận giao lưu học thuật này không cần phải tiếp tục nữa đâu. Điều kiện này có liên quan tới vấn đề trọng đại, chúng tôi còn thương lượng một chút. Được, tôi cho các người 5 phút thương lượng xong ra kết quả thì theo lời tôi nói mà làm. Lão già này quá kiêu ngạo rồi. Sư phụ à, như vậy có phải hơi lớn rồi không? Nếu như chúng ta thực sự thua thì có phải là đem tư liệu vũ khí lên võ cho bọn họ sao? Ta chỉ nói là bọn họ cho tư liệu thôi, cũng không có nói là khi nào cho bọn họ mà. Không bao giờ là sư phụ, gân càng da càng cay. Tướng quân Ba Tôn, mọi chuyện chính là như vậy. Phi Kỳ có lòng tin không? Chúng tôi bên này có dù à? Chắc là không có vấn đề gì lớn. Nếu như mà dù à cũng ở đó, quả thực là không có vấn đề gì. Nhưng lần này có thể lấy được tư liệu vũ khí lên võ về thì tôi sẽ ghi công đầu cho cậu. Vậy thì đã tạ tướng quân rồi. Gián cược này chúng tôi nhận. Bên các người cử người ra trước đi. Hậu viện của chúng tôi cử ra Lâm Thù, Thánh Tinh Trần Long, Lâm Vân Hiền và Tần Trần Trần. Lâm Thù, trận đấu quan trọng như vậy cậu có thể không? Sư phụ chắc chắn là đã nghiêm túc suy xét rồi mới đưa ra quyết định, yên tâm đi. Lại nói, nhìn dáng vẻ tức giận vừa nãy của cậu, chắc là cũng muốn xả giận cho mọi người cơ đúng không? Mặc dù lo lắng nhưng mà mình có thể hiểu tâm trạng của cậu. Lúc thi đấu thì hãy chú ý an toàn của bản thân. Cậu ấy vậy mà đã chú ý tới Lâm Thu rồi. Được, mình sẽ cẩn thận. Để em lên trước đi, các bạn áp trận. Được. Mặc dù chúng ta đều đã điều tra qua những hậu viện xuất sắc của lính võ Thượng Hải rồi, nhưng mà không chú ý tới có nữ sinh này. Nếu như đã được phép luân phiên đối chiến thì tiền cử ra một bào cá thăm dò thực sự lực của cô ta xem. Oregi, cậu lên trước. Không còn phiền phức như vậy. Các người cùng nhau lên đi, chúng ta tiết kiệm thời gian. Kiêu ngạo như vậy. Đi, cho nhớ đầu đó một bài học. Vâng. Linh kỷ, bân phong vạn lý. Chân không cử động được rồi. Nhìn cho kỹ đây. Hàng băng tiễn. Ây da. Cô gái này có lai lịch gì vậy mà lại có thể một đền xấu trong thời gian ngắn tới như vậy?
Ừ, đánh đẹp lắm. Ê, đi một chuyến đến Lình Khừ lại có phát triển lớn như vậy. Ừ, có vợ chồng hai người ở đây thì anh đi có thể an tâm tốt nghiệp rồi. Ừ, vợ chồng à, nó hay lắm, nhớ là phải đến uống rượu mừng của bọn em đi nha. Được rồi nào. Nhưng mà mình cũng có thể lầm thù bàn luận cùng nhau chiến đấu, cảm giác dường như là cách cô ấy gần tới một bước rồi. Đàn ghét trần trầu không thể lại thua nữa. Sớm cứ tôi ra trận không phải được rồi sao? Sao có phải có nhắn tin rác rưởi kia lên chưa? Linda, sự tồn tại chỉ đứng sau Joa, đồng trong đội nước em mà. Linda, tôi vì Bạch Kim ngũ tình, gà con này cái giờ cho tôi đi. Nè, còn có vụ linh lực không? Tôi có thể đợi cô. Không còn, đến bọn họ không tiêu hao bao nhiêu linh lực của tôi. Vậy sao? Đúng là đối thủ không tệ. Tôi là Linda thức tỉnh giả hệ hỏa, Bạch Kim ngũ tình. Xin chỉ giáo. Bạch Kim ngũ tình là tiêu rồi. Hai người này vừa vàng thuộc tính khắc chế lẫn nhau. Và lại Chân Chân chỉ vừa mới đột phá tới Bạch Kim. Xin chiếu. Băng thủng. Sức mạnh hiện diện của cô ta quả thực là không thể nào so sánh được với những người trước đó. Lâm đồng vị trí. Chỉ có như vậy. Đội xuất chiếu thường thuộc không bằng cô ta. Nếu đã như vậy, bằng chi lĩnh vực, bằng thiên thiết địa, chuyện gì thế này? Sát thương của nha đầu này đột nhiên tăng cao rồi. Thú vị. Hòa vũ cổ thiên, tuyệt đối linh đủ, bằng phong loạn vũ. Cô gái này vậy mà lại có thể đối chiến với Linda lâu như vậy. Hầu như là nhìn không ra được sự chênh lệch của hai người. Tôi thừa nhận cô rất mạnh. Nếu như cô và tôi cùng một cấp bậc thì tôi tin lúc này tôi đã thua cô rồi. Nhưng mà hiện giờ tôi đã mạnh hơn. Phong vũ cửu thiên. Tôi thừa nhận nửa cầu trước đó thì cô nói rất đúng. Nhưng mà tôi không đồng tình với nửa cầu sau của cô. Cái gì? Tôi hiện giờ chưa hẳn là yếu hơn cô. Bằng phòng thiên hạ, ai mà đã yếu thì so tài mới biết được. Nha đầu này có phải quá biến thái được không? Mình cao hơn cô ta tới tầng 4 bậc, sao linh lực dồi dào như vậy chứ? Cô đánh trả lại được. À, tôi nói nè chị em, có vẻ như là chúng ta cô đánh không lại đối phương. Xem như là trận này chúng ta hòa có được không? Được. May mà có lĩnh vực không chỉ tăng thêm thực lực của mình mà còn có thể hồi phục được linh lực. Cuối cùng muốn trụ đến bây giờ, đánh hỏa Linh đã chiến sầu ác chương bài của Dụ A, vậy mà bị cấp thấp diệt rồi. Body, trong nhà của người ta lại có cao thủ chí tôn, không phải là một trong võ quyền như mình có thể dây vào được. Dẫn đội được cái nhục chỉ à? Cô gái này thực lực đáng gờm, chắc là chủ lực chính của bọn họ sau khi tôi kéo quậy xuống. Nghĩ xem phía sau chúng ta còn đứng còn những tròn con quái vật kia xuất trận, anh cô không yên tâm hay sao? Phải phải à, ngoại trừ dù à ra thì năng lực của những người khác thì cũng linh võ thượng hài đẳng. Lên võ thượng hải thắng. Sao là như vậy? Chúng ta bên này chỉ còn lại có ba người chưa xuất trận thôi. Không ngờ lên võ thượng hải khó đối phó tới như vậy. Tiêu tử làm thù kia vẫn chưa tìm hiểu được chi tiết mà đã đến lượt ba vương bài của đội chúng ta rồi. Đáng ghét mà. Wow, đội trưởng trận đánh đẹp lắm. Trận đấu vừa rồi bị thương không nhẹ, tôi chỉ cho cậu trước. À không cần,
Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, xem ra là phải đi giải quyết thêm một tên cho các cậu không? Ừ, cố lên nha. Đối thủ tiếp theo của cậu là tôi. Dị năng hết giả, trọng lực nước sương. Tôi bị thương thành như vậy rồi mà vẫn còn đánh sao? Biết điều thì sớm nhận thua đi. Người này không đơn giản nhà, không chỉ linh khí hùng hậu mà còn nhận biết được vết thương của mình. Lâm Thu, nếu như là cậu gặp phải cái loại tình huống này có từ bỏ không? Đương nhiên là nam nhân chân chính sao có thể nhận thua. Cậu qua đây. Qua đây nhận cha của cậu đi. Nào, nó hai bụng bay hỏng rồi hả? Tao cho mày thấy sự chênh lệch của tao và mày lớn như thế nào. Linh kỹ trọng lực trường. Vậy mà là gì nàng hở trọng lực hiếm thấy. Liều thôi. Nào, có bản lĩnh thì đánh tôi ngã xuống đài đi. Thú vị, thứ đồ chơi thú vị như vậy được cái chết nha. 20 lần trọng lực. Do đợi ghét. Trận chiến vừa rồi bắt đầu đã tiêu hao quá nhiều thể lực và linh lực rồi. Còn thức kiên trì nổi nữa rồi. Chị chết đi. Ừ? Lâm Thu, Long Ca làm tốt lắm. Cửa truyền tống. Lâm Thu, tôi vẫn là thua. Trần Long, Long Ca đừng có nói nữa. Anh đã làm rất tốt rồi. Lâm Thu, cậu đã lên lôi đài rồi lại xuống. Dù theo quy tắc thì cậu đã thua rồi. Người này không biết xấu hổ một chút nào hay sao? Anh này vốn là muốn chơi quy tắc với tôi. Tên dích này có chút quá đáng rồi à? Cậu ta có thể đừng có làm mất mặt nữa có được không? Lâm Thu, quả nhiên có tình có nghĩa, thật tỏ đừng có đau lòng. Chi đây là cho cậu một hồ tiền đấy. Các bạn quá nhiệt tình rồi. Qua thì đừng có tầng vội. Lâm Thu có thua trận đấu này hay không thì tôi sẽ tiếp tục live stream cho mọi người. Tạm biệt nhé. Đáng ghét. À, may mắn ủng hộ Lâm Thu yêu cầu. Dù sao thì phía sau còn có Thẩm Tình, thắng chắc thì không thành vấn đề. Lâm Thu có thể tiếp tục trận đấu. Dẫn đội. Địch, đừng có quên mục đích của chúng ta đến đây là vì giao lưu học thuật. Đừng có xem trọng thắng thua như vậy. Mục đích đúng rồi. À, Lâm Thu hy vọng cậu không để ý. Tôi thực sự chỉ là đùa chút thôi. Hả? À, có chuyện gì với anh vậy? Tôi là Địch Hậu Diệu. Thầy Phát Diệu. Cái đờ mờ mà muốn trực tiếp lỗi cậu ta quá. Nếu như cậu đã không biết điều như vậy, vậy thì lấy thực lực chân chính ra đi. Trọng lực khí toàn. Thứ nguyên trẩm. Xem ra tên này đã xem tư liệu về mình, hiểu rõ kỹ năng của mình rồi. Nhưng mà còn quá nghi thơ rồi. Không bắt được ngươi thì quanh tạc toàn trường. Lôi đình vạn quân. Cái đợt sát thương phạm vi này có thể dựa vào linh khí trong cơ thể để chống đỡ. Phật sát. Không phải quá đâu. Phải hả? Tiểu tử này mới có cấp hoàng kỳ mà mình đã bảo là bạch kim tứ tinh rồi. Mình sợ hai cái biết gì? Cậu cho rằng chỉ có cậu có kỹ năng phạm vi thôi sao? Xem trọng lực trường của tôi đi. 50 lần trọng lực. Từ thôi. Tôi quanh năm đều dẫn trọng lực huấn luyện. Ở dưới áp lực mạnh như vậy thì có thể hành động thoải mái. Nhưng cậu chắc chắn là chịu không nổi. Đợi chịu chết đi. Chết thì còn chưa biết chắc. Nơi này trọng lực quả thật rất lớn. Nhưng mà tôi đâu phải là không thể sử dụng kỹ năng được nữa. Lôi thần. Chỉ kích.
Thì rồi phạm vi tấn công lớn như vậy, cậu cũng sẽ phải... Ủa, người đâu? Phật sáng. Ây da. À, anh Đại Hân à, đây chỉ mới bắt đầu thôi. Nợ nhờ đã dám đối với lòng cả của tôi như vậy, thì tôi làm sao có thể dễ dàng tha cho anh chứ? Thỏ càng cứu. Thân nhóc này thật là khủng bố. Tôi bây giờ hoàn toàn có thể dùng một chiều để hạ sát anh, nhưng mà tôi sẽ cùng làm như vậy. Cường hóa thú trạo tấn công, thịt ức hiếp người khác có phải không? Thịt trời thú đoạn có phải không? Nguồn sức mạnh này, loại tổ chức cơ thể này, cậu ta thực sự chỉ là hoàng kim tứ tinh nữa. Nè, anh có biết bơi không? Hả? À, không, không biết. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Đưa anh du lịch một chuyện nhé. Không gian chi lực. Để cô ấy đi đâu rồi? Ờ, ai biết đâu. Có thể là bãi biển nghỉ dưỡng nào đó rồi. Mình đem hắn tâm vứt ở cái ao cạn bên trình trời, xem như là một bài học vậy. Các cậu mau đi tìm về đích đi. Thần nhọc tuổi đón ghét. Đừng có vội, để đôi đi của tôi thay các cậu báo thù. Musaya, dẫn đội nước SRC mà đao thuật, dĩ năng hở sức mạnh. Tachibana Sakiyo, Sakiyo à, nhân lúc linh lực của tiên tử đó còn chưa hồi phục, thì mau hạ phục, hạ gục cậu ta. Là bọn họ. Tiểu thư, Tachibana Sakiyo này là đệ tử dòng chính của Masaru Sada. Đao thuật của hắn vô cùng sắc bén. 3 tuổi đã luyện đạo dị năng giả thức tỉnh sức mạnh, mà bởi vì si ma với đạo và hờ dị năng sức mạnh cũng giúp hắn giúp được nhiều thứ trong việc dùng đạo. Hóa ra là như vậy à. Đối phương không chỉ là cầu thủ sức mạnh của cộng thơm đạo pháp trận đấu này, hay là để cho thẩm tình lên đi? Không còn. Sư phụ à, thầy có đạo không? Em muốn tỷ phí với đạo pháp của hắn. Cái gì? Đâu thì ta có, nhưng mà không ngờ em nghe xong lời của ta vậy mà còn chọn dùng đáo. Đau tốt. Bởi vì nó chật tốt, khi đấu không được phép dùng quá sức. À vâng vâng, có đau của sư phụ rồi, đảm bảo là biết công to. Lâm tài, tôi là Tachibana Sekiyo, mong Lâm Tân chỉ giáo nhiều hơn. À, thấy cậu có phần hiểu chuyện, tôi sẽ chỉ báo cho cậu. À, thật sự quá tốt rồi. Tiểu tử này cũng quá ngông cuồng rồi, đồ đệ của tôi cần cậu chỉ báo sao? Tên đau ngốc nước R này tính cách rất tốt à? Nếu đã như vậy thì cậu ra tay trước đi. Nếu như tôi ra tay trước cậu sẽ không còn cơ hội. Vậy thì tôi không khách khí nữa. Động tác trông như là có gương, cương này thật là đẹp. Quả nhiên là có thiên phú đạo pháp. Cự hợp. Chỉ đạp tiếc đã thu thí chút nhiệt, không phát huy ra được tình hòa. Sư phụ của cậu đúng là rác rồi, đã lãng phí mất một tiên thân, một thân thiên phú này của các cậu. Vậy mà lại có thể ngăn được đao của Sakiyo. Người khác đều chỉ là mắng gà mắng chó, thì tối nay trực tiếp mắng mình luôn. Lâm Tàng, nếu như cậu có thể ngăn được cự ập của tôi, thì chứng tỏ đao thuật của cậu nhất định rất lợi hại. Mong cậu có thể để cho tôi mở mang tầm mắt. Thấy cậu có thành ý như vậy, vậy thì cậu hãy nhìn kỹ đi. Bởi đạo thuật của các cậu thực ra là xuất thân từ cách thức tấn công phần eo của đạo pháp song thủ nước tôi, chú trọng là một kích tất sát và tinh hòa đạo của chúng tôi. Nhìn quá. Nhìn rõ rồi chưa? À, chưa rõ, vẫn mong cậu. Nếu như chưa rõ thì tôi cũng hết cách rồi. Mình căn bản không hiểu được làm thủ xuất đạo như thế nào, phát lực như thế nào. E rằng năng lực của cậu ta cũng trên cả sư phụ. Lâm ta tôi nhận thua, nhưng sẽ hãy chỉ dạy tôi đạo pháp, nhận tôi làm đồ đệ. Không ngờ cậu ta còn là một tên ngốc. Bây giờ chắc chắn là không thể nhận cậu. Nhưng nếu như cậu có hứng thú gia nhập vô tình nơi tôi, thì tôi trái lại có thể suy nghĩ xem xét một chút. Làm thù cậu đừng có quá đáng. Vậy thì con muốn xúi dục đội viên của tôi làm phản ư? Sayo à, là bảo bối của chúng tôi.
làm sao mà có thể phản bội nước R cậu, nên sớm chết tạm đi. À thì ra là ánh sáng chính là sư phụ của cậu à. Xin lỗi nha, vừa nãy mắt anh là rác rồi. Muộn xin lỗi muộn rồi. À không không, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Anh là một trong võ mà dạy một tiểu quý tử thành như vậy, ý của tôi là anh ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Nói anh rác rác rưởi quả thực là không tôn trọng rác rưởi tí nào. Cậu anh nói cái gì? Thì tự cậu quá đáng ghét rồi. À, cho qua một chút, những lời tôi nói vừa rồi luôn có giá trị. Lâm Tàn, tên ngốc này quả nhiên là bắt đầu suy xét rồi, chuyện không hay rồi. Chỉ trong chốc lát mà đại chủ lực của Linda đã bị hoàng kim nhất tinh loại, địch thì không còn nhập tới, tại chị bà nà thì Sergio thì chém chút nữa bị đối phương lừa luôn. À sư phụ nói gì vậy chứ, em không phải là cái loại người đó đi lừa có người ta. Tiêu ca ca, để tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Dô A, thức tỉnh hồi giả, tinh thần cấp bạch kim lục tinh, làm thù hệ thú hóa, hoàng kim thức tỉnh, xin được chỉ giáo nhiều hơn. Lại là hệ tinh thần à, thật là khó giải quyết rồi đây. À, về tập chiến tộc thắng thủy. Trực tiếp khởi động không gian lưu đầy, thông qua vị tỷ số phi cô ấy để đưa cô ấy đến nơi khác. Vậy thì có thể kết thúc trận đấu rồi. Nhận y mù. Không gian lưu đầy. Trói buộc tâm linh. Kỳ địch, không cử động được nữa. Ý do khách chế tôi như vậy thì kỹ năng hở tinh thần tôi sao còn biến thái hơn hở không gian thế? Trói buộc tâm linh cũng có, thơ hiểu là thuộc định thần. Cơ thể này bây giờ do tôi kiểm soát, cũng chính là nói cậu là của tôi rồi. Cậu đúng là chàng trai thỏ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Sao có thể đáng yêu như vậy à? Tôi nhắc nhở cô đừng có làm loạn, tôi là người đã có vợ. Nó đã là thỏ vậy thì có phải... Hả? À, không được, không được. Cái đuôi thật là đáng yêu, cảm giác sờ lên cũng thật là mềm mại. Không thể tha thứ. Cái đuôi đó tôi còn đưa chưa được sờ qua. À đây thì bình tĩnh. À, cứ như sống lên vậy thì đại ca sẽ thua đó. Thôi thì thôi, bây giờ làm gì quản được nhiều như vậy. Còn chưa được sờ qua, dựa vào đâu mà lần đầu tiên của Lâm Thù phải qua cô gái kia. Để tôi xem thử cơ thể của cậu có phải cũng mềm mại giống như là tai và thỏ hay không. À tiện thủ dù à, xin đừng à, bạn sẽ bị cấm coi như làm như vậy nữa đấy. Đồ ghê, không cử động được, rốt cuộc phải làm sao mới có thể giải trừ được kỹ năng của cô gái này đi. Kiểm tra được đại não của ký chủ đã trạng thái hưng phấn domina, tiết ra quá nhiều, rất có thể dẫn tới rối loạn chức năng thần kinh của ký chủ. Hệ thống chỉ cũng chất thức tỉnh kỹ năng cấp S lá chắn tinh thần. Chị năm 27 à, nghĩ đến thật là đúng lúc mà. Có muốn lập tức sử dụng không? Có chứ. Lá chấn tinh thần. Chuyện gì thế này? Trái bộ tâm linh hình như bị đứt đoạn rồi. Không gian lũ này. Cậu ta thực sự thoát khỏi khống chế của mình. Chỉ là một tên cấp hoàng kim nhỏ nhồi, làm sao có thể làm được như vậy? Thử lại lần nữa. Trái bộ tâm linh thất bại. Kỹ năng này vậy mà lại có thể miễn dịch được khống chế tinh thần của mình. Xem ra không thể tiếp tục chơi như vậy nữa rồi. Chối bộ tâm linh thất bại. Tiểu tử cậu nhận thua đi. Nếu như tôi không sợ kiểm soát thì sẽ đánh cậu thành kỳ ngốc đấy. Tinh thần xuyên thứ. Cô nằm mơ đi, bây giờ tôi tinh thần xuyên thứ. Lá tấn tinh thần này lưỡi xoắn, đã không còn sợ kỹ năng tinh thần của cô nữa rồi. Người bình thường nếu như trúng chiêu này tinh thần xuyên thứ thì không ngốc cũng là gì. Cậu ta sao lại... Cô chỉ có chút kỹ năng này thôi sao? Nếu như không còn chiêu nào mới khác thì... Vậy thì đến lượt tôi rồi nhé. Tôi xong rồi, xong rồi. Sao bị đánh bay rồi? Mình sẽ không giống như đích bị cậu ta ném xuống sông đi chứ.
Ây da, cậu làm cái gì vậy? Mỗi thợ vuốt đùi không đổi trời chung. Ai bảo cô chạm vào tay của tôi? Ai bảo cô sửa đuôi của tôi? Không biết đuôi thỏ là không thể sửa sao? Ây da, dừng lại đi mà. Giờ cậu muốn cởi áo của tôi trước mặt mọi người thật là thiếu dạy dỗ. Dạy dỗ cụ nè, ây da chịu không nổi rồi. Ui, thời này cũng quá kích thích rồi đi. Lâm thu. Lúc trước cậu ấy dùng cái cây lau nhà đến mong mình, lần này trực tiếp dùng tay. Cậu dùng tay lại cho mình. À thì rồi quên mất, trần trần còn đã ở phía dưới nhìn. Nhưng mà mình cũng đâu có làm chuyện gì quá đáng cái đúng không? Chỉ là bố đắp lại tôn nghiêm mà thôi. Làm thù cậu lại dám, lại dám làm vậy giúp tôi? Hả? Ý cô là gì đây? Chỉ có cô được phép sờ đuôi tôi, còn tôi không được sờ phép, được phép đến trả sao? Trói buộc lĩnh vực nào có cái lý đó chứ? Tôi liệu với cậu, đây là chuyện gì vậy? Lĩnh vực này không chỉ trực tiếp khiến cho mình rút khỏi trạng thái tiêu hóa, mà còn không cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Nếu như quấy dùng linh khí tấn công mình dưới tình huống này, chị chết đi. Do xem ra khi cô ấy mở lĩnh vực này, căn bản thần lại không dùng linh kỹ. Không thể ngờ được là không, thân lực của mình chắc chắn là mạnh hơn tên tiểu tử này một chút. Nhưng mà cậu ta làm sao có thể đủ sức hóa giải được tấn công của mình? Có cơ hội. Tại sao dưới tình huống như vậy cậu ta vẫn không thất bại? Như vậy rồi để lộ kỹ năng tất sát trói buộc lĩnh vực thì chẳng phải vô ích rồi sao? Thế năng của cô quả thực là không tệ, nhưng mà công pháp hiển nhiên không bằng tôi. Để tôi phô diễn một chút cho cô thấy cái gì mới gọi là bản lĩnh thực sự. Từ thứ nhất gọi là mãnh thỏ xuống núi. Phản không tệ. Thức thứ hai thỏ thỏ tha lực. Võ công của cụ ta thiên biến vạn hóa, cứ tiếp tục như vậy e là bản lĩnh quyền cước này không liệu mấy chục năm thì làm sao có thể xuất quyền tự nhiên như vậy. Nhưng mà tiểu tử này mới 18 tuổi, làm sao có thể làm được? Thớ cục hiện tại tôi thấy rõ rồi, tôi đang xem trực tiếp. Lần này biểu hiện của các cậu khiến tôi rất thất vọng. Sau khi trận đấu kết thúc thì cố gắng cản trở người của họ Hạ bên đó, chúng tôi chỉ nghĩ cách bên này. Vâng. Chịu trách nhiệm lần này mình phải gánh chắc rồi. Tình hình như thế này thì có vẻ Dô A sắp không trụ nổi nữa rồi. Một kích cuối cùng. Stop. Hả? Chuyện gì vậy? Chúng ta còn chưa tỉ thí xong mà. Ở trận đấu này tôi thua rồi, nhưng mà trước đó tôi muốn hỏi cậu một câu. Đừng hỏi, chưa từng thích. Hóa thần anh đi. Cậu có bệnh à? Đột nhiên diễn cái gì vậy? Cái lời thoại vừa rồi rất là quen tai. Tôi tiện đường diễn một chút không sao, cô cứ tiếp tục. Để tôi muốn hỏi cậu là lúc mới bắt đầu cậu thực sự đã trúng trói buộc tâm linh của tôi sao? Bất cứ cô tin hay không thì lúc đó quả thực tôi đã trúng được trói buộc tâm linh của cô. Vậy tại sao sau đó thì không có tác dụng nữa? Có lẽ chắc chắn là tôi đẹp trai. Tên là tôi lỗi mà. Đúng rồi, tôi nhận thua. Cảm ơn bạn mà đã mang tới cho chúng tôi một trận đấu xuất sắc. Vậy thì tôi tuyên bố kết thúc. Tên thì từ tôi kìa, làm sao có thể tùy tiện nói ra bí mật của bản thân chứ? Ngay cả mình cũng không nhìn thấu được em ấy nữa là. Tôi tuyên bố lên võ Thượng Hải giành chiến thắng. Hồi vàng tuế tốt quá hồi. Tiểu thù làm tốt lắm. Hiệu trưởng Âu Dương, trận đấu giao lưu lần này chúng tôi đã thua và đã hứa chúng tôi sẽ được qua. Nhưng mà chúng tôi cũng có thể rời đi trước không? Chưa từng thấy qua một người mặc dạy vô sĩ như vậy. Tuy tiện nhắc tới là coi như xong rồi. Thế này cũng quá trơ trẽn rồi đi. Tôi nói nè, anh Bột Kỳ à, anh xem lên võ Thượng Hải chúng tôi là cái nơi nào? Đây là nơi các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Tôi tên là Phí Kỳ. Được rồi anh Bội Kỳ. Cậu... Để ta nói đi. Phí Kỳ, ta cho rằng
Lời tâm Lâm Thu nói rất đúng, nói như đây là giao lưu học thuật thì làm sao có thể đơn giản đến vài trận đấu thường là kết thúc chưa? Chúng ta cũng có rất nhiều kiến thức có thể giao lưu. Làm sao các người cũng muốn cưỡng ép chúng tôi ở lại ư? Ta cưỡng ép cái người ở lại thì thế nào? Hôm nay ta tuyên bố tại đây, một ngày không nhìn thấy được 50 tấm linh khoáng thiền thành kia thì các ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây. Hiệu trưởng Âu Dương, ông đây là đang can thiệp vào tự do cá nhân của chúng tôi. Ông đừng hết chúng tôi dùng vũ lực. Tôi thừa nhận là không phải đối thủ của ông, nhưng mà ông cũng phải suy nghĩ một chút cho học sinh của mình. Cậu đây là đang uy hiếp tôi. Không biết lời này của cậu là đại biểu cho cá nhân cậu hay là thái độ của nước M. Nếu như mà đại diện cho cá nhân cậu, vậy thì bây giờ ta đánh chết cậu. Nếu như cậu đại biểu cho nước M thì ta đánh chết toàn bộ các người. 106 206